Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tạp chí Võ Thuật được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với Đắk Lắk, một huyện miền núi biên giới thuộc tỉnh Đắk Nông với dân số hơn 80.000 người, trong đó khoảng 30% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Với tâm nguyện tạo ra một sân chơi lành mạnh giúp cho các em học sinh và thanh thiếu niên tại địa phương rèn luyện sức khỏe, tránh xa các tệ nạn xã hội, trụ trì chùa Hoa Khai đã cùng với các võ sư tổ chức lớp dạy võ ngay trên sân chùa. Lớp võ này luôn là một điểm sáng trong phong trào rèn luyện thể thao nơi đây. Đều đặn đúng 5 giờ chiều thứ ba, thứ năm và thứ bảy hàng tuần, bất kể là trời mưa hay nắng, đông đảo các bạn trẻ với phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số lại đến chùa Hoa Khai, huyện Đắk Rơ Lấp, tỉnh Đắk Nông để tham gia lớp võ taekwondo do các quý thầy tổ chức. Trong những bộ đồ võ phục trắng đen, các em di chuyển nhịp nhàng theo tiếng hô của võ sư. Lớp học tạo nên một cảnh tượng khá sinh động trong cảnh vắng lặng nơi vùng cao. Sau khi có một em Phật tử cũng đã tập luyện và đã học xong chương trình võ thuật của đại học đó, có bằng cấp đàng hoàng chứng chỉ và trở về địa phương xin phép để mở một lớp võ, thì chúng tôi vô cùng hoan hỷ là tạo mọi điều kiện cho lớp võ hình thành và phát triển, để mục đích là để cho các em yêu cái bộ môn là võ thuật truyền thống của người Việt, và thứ hai nữa là rèn luyện cơ thể. Và qua đây thì mình cũng gần gũi được các em hàng ngày để biết được các em nào là có hoàn cảnh khó khăn, động viên học tập, và thứ hai nữa là gần gũi để giáo dục các em. Là một huyện vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk có khí hậu mưa nhiều nên việc học võ ở đây cũng vô cùng đặc biệt, mà theo thượng tọa Thích Chiếu Ý là học võ theo mùa. Nhiều võ đường dạy ngoài trời nên mùa mưa rất vắng vì không tổ chức được lớp. Thời tiết cũng khiến cho các môn sinh đi lại khó khăn. Vào mùa thi, lớp có khoảng 30 môn sinh, nhưng có buổi chỉ vài em đến. Thấu hiểu được những khó khăn này, thượng tọa Thích Chiếu Ý đã tạo mọi điều kiện để lớp võ phát triển được như ngày hôm nay. Chương trình mà thể dục thể thao hoặc là các lớp võ, đó là rèn luyện cơ thể của mình, và thứ hai là gìn giữ cái bản sắc và võ thuật của đất nước Việt Nam. Ở nơi vùng mình đây thì các cái nhà cộng đồng và các cái công viên thì lại ít mà mưa gió, cho nên chùa mình lại có một cái hội trường và công cũng là thoáng mặt sân chùa. Em Nguyễn Duy Trường Giang dù chỉ mới 16 tuổi nhưng đã có gần 10 năm theo học môn võ taekwondo và đạt đến cấp độ đai đen. Ngày hôm nay thật đặc biệt đối với Giang khi lần đầu tiên em trở thành người hướng dẫn lớp võ. Trong ánh nắng chiều tà nơi vùng nẻo cao, khoảng hơn 20 môn sinh xếp thành hàng ngay ngắn tập luyện dưới sự hướng dẫn của Trường Giang. Chính từ đội ngũ võ sư trẻ như Giang mà taekwondo tại tỉnh Đắk Lắk không chỉ phát triển ở thị trấn và các vùng đông dân cư, mà nay đã vào tận các vùng sâu, vùng dân tộc với đông đảo môn sinh là người dân tộc thiểu số. Khi thầy đi vắng thì thầy giao lại trọng trách quản lớp lại cho em, thì cảm giác của em thì cũng lúc đầu thì cũng hơi run thật, nhưng mà vì em là cũng là đai đen của lớp nữa, phải cố gắng để gánh vác công trách của thầy, rồi thầy đi giao lưu ở các nơi để em có thể hướng dẫn cho các bạn những động tác mà rất là nhân duyên, dễ cũng là rất là hiệu quả. Võ taekwondo phù hợp với nhiều đối tượng, nhiều lứa tuổi cũng như giới tính, đặc biệt là các bạn nhỏ. Trong không gian yên tĩnh của chùa, các võ sinh lại càng tích cực tập luyện. Chương trình học tập bài bản, đa dạng, từ thể lực, đồng diễn cho đến đối kháng, khiến tất cả mọi người đều có hứng thú rèn luyện. Điều đó đã thể hiện tâm nguyện của thượng tọa Thích Chiếu Ý là cố gắng đưa võ thuật đến vùng sâu, vùng dân tộc, giúp cho các em biết tự vệ, rèn luyện sức khỏe để trở thành người có ích cho xã hội. Khi em là nữ, thể lực của em thì cũng cả bạn nam, nhưng em vẫn cũng đi học đầy đủ. Vì học võ có thể giúp em tìm về cho bản thân và nâng cao sức khỏe của em. Taekwondo là nhà của chúng ta cả, là nơi kết giao bạn bè nên ở đâu cũng học được. Ở chùa này là nơi thân tình, có cả sư phụ cũng rất là
chú đáo và lo lắng cho các em học sinh ở đây, nên cho các em được một nơi học võ và được thân tình và rất là tốt như này, che nắng che mưa. Giờ đây với các bạn nhỏ phố núi huyện Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông đã xem chùa Hoa Khai như ngôi nhà thứ hai của mình. Bởi lên chùa không chỉ được học giáo lý, được quý thầy giảng giải nhiều điều hay lẽ phải, mà còn được rèn luyện sức khỏe. Nhìn ánh mắt của thượng tọa chủ trì dõi theo từng buổi tập mới thấy được sự quan tâm lo lắng của chư tăng ni dành cho con trẻ nhiều đến nhường nào. Những góc sân chùa đang từng ngày ươm mầm tình yêu thượng võ cho rất nhiều em nhỏ. Và điều này cũng đúng với lịch sử và tinh thần của võ thuật cổ truyền Việt Nam, khi chốn thiền môn là nơi xuất phát của rất nhiều môn phái. Cũng bởi thế, các dòng võ đều ít nhiều lưu giữ những bài quyền, bài binh khí tinh diệu do các võ tăng xưa đã dày công sáng tạo. Câu chuyện của Nam Hồng Sơn dưới đây là một ví dụ. Nam Hồng Sơn, môn phái có tuổi đời trăm năm của võ thuật cổ truyền Việt Nam. Được cố đại lão võ sư Nguyễn Nguyên Tộ sáng lập vào những thập niên đầu của thế kỷ 20 khi kết hợp song võ cổ truyền Việt Nam với Thiếu Lâm Hồng Gia. Cũng bởi thế, hệ thống kỹ pháp của Nam Hồng Sơn vẫn lưu giữ được rất nhiều bài quyền, bài binh khí tinh diệu có nguồn gốc từ chốn Phật môn. Tạm ước tính, trong khoảng 65 bài quyền và binh khí thuộc hệ thống tập luyện của môn phái, có rất nhiều kỹ thuật được xuất phát từ nơi cửa thiền. Ở đó, một trong những bài binh khí tiêu biểu nhất là thiền trượng, hay còn gọi là tích trượng. Là một trong những pháp khí của chư tôn đức tiền bối trên con đường hoằng pháp lợi sinh. Ngay từ rất sớm, thiền trượng đã được các võ tăng xưa sáng tạo thành một bài binh khí tinh diệu. Ở đó, vừa có sự uy lực, cường mãnh, nhưng cũng mang đậm triết lý từ bi của những người con Phật. Bài này thì nó cũng như các binh khí như dòng trường côn thôi, nó không mang tính chất sát thương, để tập tự vệ là chính, mang tính chất răn dạy thôi, chứ không mang tính chất sát thương. Đặc trưng của dòng binh khí này ấy, thì là một các kỹ thuật, đó là kỹ thuật thích, kỹ thuật giáng. Thường rất là ít người được học về cái bài trượng này, vì thường chỉ có những các vị gọi là cao tăng ở trong các chùa lớn thì mới sử dụng trượng. Với 36 chiêu thức gồm 100 động tác, bài binh khí thiền trượng có nét đặc trưng là lối đánh chắc, cương mãnh, uy lực, có thể áp chế đối phương chỉ trong chốc lát. Khi mà muốn tập bài này thì phải tập một nhóm thể lực riêng, bởi vì đây là một bài binh khí đặc thù, ra đòn thì phải phụ thuộc vào binh khí. Khi mà lăng thì phải lăng theo người hay là nhảy lăng, cái đấy sẽ phải đưa ra những cái bộ tập phù hợp với thể lực mỗi người và phải nâng cao dần dần. Cái khó khăn nhất trong bài trượng này ấy, đó là về cái thể lực và lực tay. Để mà tập được một bài này ấy, mình đã phải mất rất nhiều thời gian mình tập cho cái lực tay của mình. Và khi mình đã tập lực tay như thế, cái tay nó sẽ chắc chắn nó sẽ phải cứng, chắc chắn hơn. Cũng được sáng tạo bởi các võ tăng xưa, La Hán Quyền là một trong những bài quyền cơ bản thuộc hệ thống kỹ pháp của Nam Hồng Sơn. Được mô phỏng dựa theo tư thế của các vị La Hán với thủ pháp vững chắc, ra quyền nhanh gọn. Bởi thế, dù là một trong những bài quyền nhập môn, nhưng La Hán Quyền mang đậm tư tưởng võ học của môn phái. Và để có thể luyện tập thuần thục bài quyền này, các môn sinh của Nam Hồng Sơn đều phải khổ luyện ròng rã hàng năm trời. Bài La Hán này thì đúng ra là một cái bài mà ngày xưa tôi cũng đã tham khảo. Trong cái bộ La Hán Quyền của Thiếu Lâm Tự, nó gọi là Nam Long La Hán Quyền. Và lối đánh thì đặc đậm chất là của dòng Nam phái là tấn thấp. Người đánh thì cái đùi lúc nào phải song song mặt đất, đòn đánh thì vừa đủ tầm. Người tập mà để tập chỉn chu được cái bài này để có thể đi thi đấu, đi biểu diễn mà thể hiện được cái uy lực của bài thì cũng phải mất từ 18 tháng đến 24 tháng.
ôn luyện phải kỹ cái này thì phải tầm vài năm liền. Khi mà đã ôn ổn thỏa rồi thì thầy sẽ cho ghép vào bài. Thì là sẽ ghép vào bài thì nói chung là những cái đường tấn đòi hỏi là phải thấp và nó phải mạch lạc, không được rời rạc. Để khi mà mình ghép vào bài nó sẽ được trơn tru mà nó không bị rời rạc. Không chỉ có La Hán Quyền hay Thiền Trượng, Nam Hồng Sơn còn đang lưu giữ rất nhiều bài danh võ có tuổi đời trăm năm của Phật môn như Lục Hợp Quyền, Ngũ Hành Quyền hay Tăng Thiết Trượng. Tại đây, không chỉ dừng lại ở việc tập luyện những đường quyền, thế cước, các võ sư võ sinh của môn phái đã thấm nhuần tư tưởng, bi, trí, dũng của nhà Phật được gửi gắm trong bài quyền. Luyện võ tức là luyện tâm, anh càng tập thì tâm mình càng sáng. Nam Hồng Sơn đào tạo võ sinh, mục đích chính là để trở thành những con người có hữu ích cho xã hội, làm những điều thiện, tránh những điều ác. Ngoài cái võ ra thì còn phải học và đào tạo cho học sinh có một cái đức để có thể giúp đỡ được cộng đồng. Tôi thường là nhắc nhở học sinh, võ thuật xưa nay không lối tắt, kiên trì khổ luyện, tất thành công. Từ bi hay là gọi là chữ đạo trong võ ấy. Thầy mình ấy thì coi võ thuật đó là một bộ môn rèn luyện sức khỏe. Đó là một nền văn hóa mà chúng ta phải lưu giữ nó lại. Đều đã có tuổi đời trăm năm, những bài quyền có nguồn gốc thiền môn chính là minh chứng rõ nét cho những ảnh hưởng của Phật giáo đến võ cổ truyền Việt Nam nói chung và Nam Hồng Sơn nói riêng. Việc bảo tồn lưu giữ hệ thống trên là cách để những người yêu võ tri ân những bậc tiền nhân đã dày công sáng tạo, một tinh thần tôn sư, trọng đạo mà những người luyện võ luôn hướng tới. Ở phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của nữ hoàng của Su Việt Nam, Dương Thúy Vi. Nữ võ sĩ sinh năm 1993 không chỉ xuất sắc về mặt chuyên môn với rất nhiều huy chương vàng đã đạt được, mà vận động viên này còn sở hữu sự nhanh nhẹn, uyển chuyển khi biểu diễn, chinh phục những khán giả yêu mến võ thuật. Dương Thúy Vi sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống về võ thuật. Cô cũng sớm bộc lộ niềm yêu thích của mình với bộ môn này. Năm 3 tuổi, Thúy Vi đã biết bắt chước các động tác võ thiếu lâm của bố. Năm 2003, khi mới 10 tuổi, Thúy Vi tranh tài ở giải trẻ vô địch quốc gia và có màn trình diễn ấn tượng. Với thành tích nổi bật cùng tiềm năng phát triển, Dương Thúy Vi sớm được đưa vào danh sách đầu tư trọng điểm của Wushu và có cơ hội đi nước ngoài tập huấn. Em cũng chỉ là vô tình đến với Wushu thôi ạ, chứ không phải là ngay từ đầu có ý định là đi tập rồi đi theo chuyên nghiệp được ạ. Tính đến năm 2022, Dương Thúy Vi đã giành được tổng cộng hơn 100 huy chương vàng các loại, từ SEA Games, châu Á đến thế giới, nhưng có một số thành tích rất đặc biệt. Không ít lần giành chức vô địch trẻ thế giới, ASEAN, và là gần nhất khi SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, Thúy Vi đã xuất sắc giành 2 tấm huy chương vàng ở nội dung kiếm thuật và thương thuật. Thi đấu ngay tại sân nhà và ngay tại đất nước của mình thì khi mà cái tiếng cổ vũ lên thì thật sự là em rất là hưng phấn. Em biết là cái sự hưng phấn đấy đổi ngược lại chắc chắn là một cái sự áp lực rất là lớn, như mọi người biết đấy. Nếu mà mình đi nước ngoài, mình đi tham gia một cái nước khác thì cái câu chuyện nó khác, nhưng mà ở trên sân nhà là tất cả những cái người mà gần gũi nhất, cái người mà yêu thương mình nhất, máu mủ với mình nhất thì hy vọng mình. Ngoài gia đình ra là còn rất là nhiều người. Em nghĩ đấy là cái động lực thì cũng là một cái áp lực rất là lớn, nhưng mà với những nhiều năm kinh nghiệm thi đấu thì em nghĩ là ngày hôm nay em đã điều chỉnh lại được cái trạng thái đấy. Tại vì đôi khi là khi mà một vận động viên mà chưa có kinh nghiệm thì nhiều khi là khi quấn theo cái tiếng cổ vũ đấy thì đôi khi là mọi người sẽ theo cái nhịp của người ở ngoài. Hiện tại, Dương Thúy Vi chính là cánh chim đầu đàn của đội tuyển Wushu Việt Nam. Gương mẫu trong tập luyện, xuất sắc trong thi đấu, nữ võ sĩ sinh năm 1993 luôn là tấm gương sáng để các vận động viên trẻ trong đội noi theo, lấy cô làm hình mẫu để cố gắng hơn, phấn đấu giành thành tích cao cho Wushu Việt Nam. Chị Vi thì
Mặc dù chị có đạt rất nhiều thành tích rồi nhưng mà lúc nào chị cũng rất là đam mê, rất là bùng cháy. Lúc nào kể cả chị thi đấu xong một phát là về chị vẫn tập, hôm buổi hôm sau chị tập luôn. Chị tập đến bây giờ là đã phải 20 năm rồi mà kiểu đam mê trong chị vẫn rất là nhiều ạ. Thực ra thì cũng chỉ là hy vọng thôi, còn để có một vận động viên như Dương Thúy Vi thì thật sự là cũng giống như Thúy Hiền trước đây, tức là phải rất nhiều vận động viên thì may mắn mới có một vận động viên mà như kiểu nó xuất chúng như vậy. Trên bước đường tiến tới vinh quang của Thúy Vi, không phải tất cả đều được trải thảm đỏ. Để có được những tấm huy chương vàng lấp lánh ánh hào quang, cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn người Hà Nội đã phải trải qua biết bao khó khăn, thử thách. Những giọt mồ hôi ướt đẫm trên sàn tập hay những cơn đau chấn thương dai dẳng theo vào cả trong giấc ngủ hàng đêm. Nếu mà nói mà chấn thương, em bảo được tất cả các động tác bật chân không hay động tác cơ bản của em kể cả đi tấn cũng có thể gặp chấn thương được. Em bị ở cổ chân, đầu gối của em bị hết rồi ạ. Đầu gối thì cũng có bị nhưng mà nó nhẹ thôi. Nhưng mà chủ yếu là cổ chân là bạn ấy gần như là không thể khỏi hẳn được. Vì cái này nếu mà muốn khỏi hẳn chỉ có không tập thôi. Cho nên là vừa tập vừa phải điều chỉnh. Trong hơn 20 năm theo đuổi võ thuật của mình, cũng không ít lần Dương Thúy Vi cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Nhưng không khi nào trong cô có suy nghĩ từ bỏ. Bởi niềm đam mê với võ thuật, tình yêu với Ushu trong Vi là vô cùng lớn lao. Nó lấn át cả những nỗi đau về thể xác và những ức chế về mặt tinh thần, để rồi cô càng quyết tâm hơn trong tập luyện và thi đấu. Em nghĩ là Ushu mang lại cho em nhiều thứ. Em nghĩ là nghề chọn người ấy ạ, có lẽ không nghĩ sẽ là khắc ghi cả cuộc đời này với em. Em có một cái gia đình thứ hai, em được trải nghiệm rất là sớm. Mặc dù là có những lúc hồi bé em nghĩ là tại sao em không được học nhiều thứ như mọi người, tại sao em không được đi chơi, em không được đi du lịch, em cũng muốn đi như mọi người hay được ở nhà với bố mẹ chiếu ấy ạ. Thì những cái lúc đấy kiểu trẻ con ấy nghĩ, nhưng mà bây giờ nghĩ đến lúc mà trưởng thành hơn thì nghĩ lại là đấy, nếu mà thật sự đấy là mình chỉ nghĩ thế thôi, nhưng mà bảo mình nghỉ tập thì mình lại vẫn là muốn đi tập. Và đến lúc mà đi tập thì được gặp thầy, gặp cô và mụ thì phải được đi tập huấn này, gặp nhiều bạn bè hơn là đi thi đấu này. Có nghĩa là nếu mà một ngày mà em không tham gia thi đấu nữa thì em nghĩ là cái đấy cũng sẽ là cái hối tiếc của em. Ngoài những cái lúc mà bản thân muốn từ bỏ ra thì như mọi người vẫn nói là lúc mà muốn từ bỏ thì nghĩ lại cái xuất phát ban đầu của mình, tại sao mình lại đi đến ngày hôm nay. Thật sự là tiếc, không có nghĩ. Không bao giờ dừng lại, phấn đấu không ngừng, đó là những gì mà Dương Thúy Vi đang thực hiện mỗi ngày. Cô gái nhỏ nhắn nhưng mang trong mình một nghị lực phi thường và khát vọng lớn lao. Nếu như trước kia, Thúy Hiền cũng từng khiến giới chuyên môn, người hâm mộ trầm trồ, thán phục và ngưỡng mộ, thì giờ đây, Dương Thúy Vi cũng vậy. Xinh đẹp và tài năng, nữ võ sĩ sinh năm 1993 vẫn là của hiếm và là hy vọng của Ushu Việt Nam trên bước đường chinh phục những đỉnh cao ở các giải đấu châu lục, khu vực và thế giới.